Bi kịch đứa con bất đạo đứng giữa tòa thách thức mỉm cười khi đẩy dượng vào tủ. <laughs> Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Dù giá cặp lại, bản thân lại là gái một chồng, lại có con riêng. Người phụ nữ này chấp nhận lấy một người chồng có tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Nhưng chị hoàn toàn tin chồng mình sẽ hoàn lương. Và quả thực cuộc đời chị sẽ như mơ nếu như đứa con riêng của chị với chồng cũ không ngỗ ngực hỗn láo Chấp nhận lấy đàn ông có tiền án tiền sự Bên chồng bên con chị Yến như sợi dây kéo co Bị kéo căng về hai phía Hơn ai hết Chị biết rõ chồng mình có kết cục hôm nay Nguyên nhân là vì đứa con ngỗ ngược của mình Để giờ nhìn người đứng trước công đường hôm nay Hai dòng nước mắt của Yến cứ mặn chát Vì xót xa cho chồng Thương con mà nghĩ phận mình sao bạc bẽo Người cha dượng chúng tôi muốn nhắc đến hôm nay chính là Phú, người có lý lịch bất hảo từ trường đời đến trường trại. Nhưng anh ta thực sự đã hoàn lương và muốn bù đắp cho người đàn bà chấp nhận đến với anh ta từ con số âm. Tên thật Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1974, quê quán phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tin án tiền sự, bà đứng trước tòa Phú đã tự cúi nhận bản thân có một quá khứ rất không ra gì. Trước đầy 18 tuổi, Phú đã mở sổ đen với bản án 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 1996, Phú lại vào tù 5 năm về tội trộm cắp tài sản công dân. Năm 2007, sau khi vừa được ra tù vài năm, Phú cùng lúc nhận về mình hai bản án với tổng cộng 6 năm 6 tháng tù về các tội cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản. Vậy là ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Phú đã là người ăn cơm tù mặc áo số và gia tài mang theo để lập nghiệp không có gì ngoài tiền án nhiều hơn tiền mặt. Sau những lần đi tù, Phú thực sự hạ quyết tâm làm lại cuộc đời. Đặc biệt, Phú càng quyết tâm hơn khi gặp chị Đinh Thị Yến, sinh năm 1975, một người đàn bà cũ đã có một đứa con riêng. Nhiều người từng hỏi chị có biết về quá khứ của Phú, có lo ngại ngựa sẽ quen đường cũ, có thực sự đủ mạnh mẽ để vượt qua sự ngăn cản của người thân. Chị không do dự, quả quyết, con người ai cũng có quá khứ, nếu cứ vì quá khứ mà dừng lại thì làm sao có được hạnh phúc trong tương lai. Hơn cả chị không quá suy nghĩ trong quá khứ phú tồi thế nào. Quan trọng khi gặp mẹ con chị, người đàn ông ấy đã thay đổi. Thứ tình cảm phú dành cho chị ngoài yêu còn có sự trân trọng. Thứ tình thương phú dành cho Đinh Gia Hoàng sinh năm 1998 con trai của chị là tình cảm thực sự của một người cha ruột. Như vậy là quá đủ để chị Yến chọn cùng người đàn ông ấy viết nên hai chữ gia đình. Họ đã có ba con chung và rồi chuyện gì đến cũng đã đến dạy để con nên người. Theo nội dung vụ án thể hiện, Đinh Gia Hoàng sinh năm 1998, trú phòng 404 chung cư F1 tổ 18, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, là con riêng của vợ Nguyễn Văn Phú. Trong quá trình chung sống, do Hoàng hay nói hỗn với Phú nên cả hai thường xuyên xảy ra cãi nhau. Sáng sớm ngày 5 tháng 9 năm 2022, Hoàng xông vào phòng vợ chồng Phú để chửi bới. Thì được bà Yến sinh năm 1975, mẹ ruột Hoàng khuyên can đi ra ngoài sau đó Hoàng đi đến chỗ làm tại đầu kiệt số 24 An Đồn Tổ 23 phường An Hải Bắc quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày Nguyễn Văn Phú điều khiển xe mô tô đến nơi Hoàng làm việc. Tại đây Phú và Hoàng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã giằng co nhau. Lúc này Hoàng lên tiếng thách thức Phú nên Phú đã nhặt cây gỗ dài khoảng 65 cm xông đến đánh vào chân của Hoàng. Hoàng dùng tay giật được cây gỗ trên tay Phú và đánh trả Phú. Mặc dù được anh Tuấn can ngăn nhưng Hoàng tiếp tục thách đố Phú nên Phú chạy vào nhà anh Tuấn lấy một con dao bằng kim loại dài khoảng 18cm, dụng cụ dùng mở vỏ hầu và một cái kéo bằng kim loại dài khoảng 19cm, quay lại dạy dỗ con riêng của vợ một trận cho nhớ đời. Không ngờ nhát đó khiến cậu con trai riêng của vợ bị thương 38%. Khi bị dạy dỗ theo kịch tiêu cực, Hoàng đã tiếp tục chửi bới thách thức rồi đạp vào xe mô tô của Phú. Phú dùng tay giữ xe rồi vứt dao, kéo dưới nền nhà, ôm mặt khóc vì không dạy được đứa con nghịch tử. Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Phú khai, Phú và chị Yến nên nghĩa vợ chồng khi Hoàng con riêng của vợ 4 tuổi. Phú yêu thương nuôi nấng Hoàng như chính con ruột của mình. Từ tháng 8 năm 2023, Hoàng bắt đầu nghiện game, hút cỏ, loại gây loạn thần, nghiện, tụ tập ăn nhậu, quậy phá. Phú nhiều lần khuyên dạy, Hoàng không nghe nên giữa hai người thường xảy ra xích mích. Hoàng nhiều lần hỗn hào với bị cáo nhưng vì Hoàng từng bị té lẩu ngã, hút cỏ khiến đầu óc không được bình thường nên Phú đều bỏ qua. Sự việc xảy ra vào ngày mùng 5 tháng 9 khiến bị cáo quá bức xúc không giữ được bình tĩnh nên mới xảy ra sự việc đau lòng này. Sau khi gây án, Phú bắt xe đi vào Bình Dương nhưng sau đó đã được gia đình vận động để quay về đầu thú. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Phú theo khoản 2 điều 123 Bộ luật hình sự xác định hành vi dẫn đến vi phạm của Nguyễn Văn Phú do tinh thần bị kích động mạnh. Tuy nhiên từ lời khai của bị cáo, lời khai người làm chứng có mặt tại tòa cũng như tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Phú rất manh động, có tính chất côn đồ, có dấu hiệu phạm tội theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Vì vậy hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra làm rõ. Được biết Nguyễn Văn Phú có một tiền án hai tiền sự nhân thân xấu. Đây là lần thứ tư Nguyễn Văn Phú phạm tội vào tù. Con riêng mỉm cười thách thức và phải đến phiên xét xử lần này đứa con ấy mới thực sự quay về bản chất thật của hắn không còn vẻ đáng thương như phiên đầu lần này hoàng tỏ ra một tên bất trị bất hiếu và bất đạo tại phiên xử nguyễn văn phú tuy có vẻ ngoài thanh niên ăn chơi nhưng luôn điềm tĩnh theo dõi và lắng nghe phiên xét xử khi được hỏi phú đã ngẫm nghĩ và bình tĩnh kể lại hạnh phúc viên mãn của gia đình và đường hoàn lương của mình nếu hoàng không thách thức làm đủ mọi chiêu trò để quấy phá gia đình sau khi rổ rác cặp lại gia đình mới, sau đó có thêm 3 thành viên tổng cộng 6 người, thêm ba đứa con. Nhưng tình cảm của Phú dành cho Hoàng trước sau như một không bao giờ phân biệt con chung con riêng, thậm chí theo giải bài của Phú, tình cảm mà anh ta dành cho con riêng của vợ có phần nhiều hơn bởi nghĩ Hoàng thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Đó là câu chuyện khi Hoàng còn nhỏ, lớn lên sự khác biệt của Hoàng khiến vợ chồng Phú vô cùng khổ sở. Hoàng từng ngã lầu đó là một trong những lý do khiến hoàng trở thành đứa trẻ không bình thường lời cha mẹ nói hoàng chẳng để tâm thậm chí làm điều ngược lại nếu cứ im lặng để hoàng thích gì làm nấy thì đó không phải là cách làm của một người cha nhưng nếu lên tiếng chỉ dạy qua tai hoàng thì lại trở thành lời ghét bỏ phú biết nhưng anh ta chấp nhận mang tiếng xấu khắc máu tanh lỏng chọn cách bị ghét để chỉ dạy con nếu như phú hết sức nhẫn nhịn với hoàng thì người làm mẹ làm vợ như chị yến lại có nỗi khổ tâm riêng Thấy con trai ngỗ ngược hỗn láo với cha, với mẹ, nhưng ngoài việc động viên chồng chịu khó, chị cũng bất lực. Hoàng đã không còn là đứa con như mong đợi của những thành tích bất hảo nghiện game hút cỏ. Cái thứ mà Hoàng nạp vào người đã khiến đứa con này trở nên hỗn láo. Những cuộc tranh cãi giữa hai cha con cũng vì thế mà ngày càng nhiều lên và người đau khổ dằn vặt nhất vẫn là chị Yến. Biết con không đúng nhưng mở lời khuyên là Hoàng gạt phăng đi. Cũng không ít lần Hoàng mà hai vợ chồng chị lục đục. Ở giữa chồng và con, cuộc sống của chị Yến chẳng khác nào sợi dây kéo co, bị kéo căng về hai phía. Sự việc xảy ra ngày 5 tháng 9 năm 2022 đã đẩy Phú thành người phạm tội giết người và bị hại không ai khác chính là Hoàng. Mấy ngày trước đó, Phú thấy Hoàng suốt ngày chơi bời lêu lỏng, thậm chí hút cỏ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến các em, nên Phú có la mắng và Hoàng đã cãi hỗn với chàng. Hoàng xông vào vợ chồng Phú để chửi bới thì được chị Yến khuyên can đi ra ngoài. Thấy Phú đến, Hoàng thách đố, Mày ngon thì ăn tao đi. Nghe con nói lời hỗn xược Phú bực tức nhặt một cây gỗ dằn mặt con. Thấy vậy Hoàng tiếp tục chửi bới, thách đố Phú là mày xơi được hai nhát rồi thì mày chơi tiếp tao đi. Phú vứt con dao và cây kéo dưới nền phòng khách nhà anh Tuấn rồi điều khiển xe bỏ đi. Còn Hoàng được người dân đưa đi cấp cứu, thương tích Phú gây ra cho Hoàng là 38%. Phiên tòa hôm nay gia đình họ, ba người đứng ở ba vị trí, trong đó Phú đứng ở vị trí bị cáo, con trai là người bị hại. Vợ Phú tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ liên quan và là người giám hộ cho bị hại. Có mặt tại tòa từ sớm, chị Yến là người tất bật, hết đứng lên ngồi xuống, ngay cả lúc xét xử cũng vậy. Chị cứ luôn nhấp nhổm, nói đúng hơn, chị đang giữ vai trò trông trẻ, một đứa trẻ ở tuổi 25. Ngoài cách ăn mặc đàng hoàng chỉnh chu của hoàng gia, những thứ còn lại đều bất ổn. Thích là Hoàng đứng dậy, thích là Hoàng nói, kể cả khi hội đồng xét xử yêu cầu dừng lại thì Hoàng vẫn cứ tiếp tục nói. Những lúc này chị Yến lại là người phải kèm cặp ngăn cản Hoàng. Bị hại không mất mạng là do may mắn được cứu sống kịp thời. Lời hội đồng xét xử vừa dứt Hoàng nói ngay. Đi thì thôi chớ những chuyện gia đình tôi thì để gia đình tôi giải quyết, đưa ra tòa làm chi, khó xử lắm. Tôi không thích, giờ chỉ cần tòa tuyên ông ấy đi tù thì tôi sẽ... Nói đoạn Hoàng đưa tay chỉ về phía Phú nói lời chắc chắn. Yên tâm đi, tôi không để ba đi tù đâu rồi Hoàng mỉm cười khoái trá. Nghe những lời con nói, Phú và chị Yến chỉ biết nhìn nhau. Phú thương vợ, ngày tháng không bên cạnh, tất cả sẽ gánh nặng oằn vai. Một mình lo cho bốn đứa con còn nhỏ, trong đó Hoàng có lớn nhưng lại chẳng có khôn. Người phụ nữ ấy chắc chắn sẽ chìm trong bể khổ. Nhìn chồng vướng vòng lao lý mà nguyên nhân sâu xa vì con, chị Yến đau khổ dằn vặt vô cùng. Đời vốn đã cho chị hy vọng, sao lại tàn nhẫn lấy đi hy vọng rồi để lại cho chị cơ man những điều tệ hại. Con dại chồng đi tù. Đôi khi chị cũng ước mình được phép mất trí một thời gian để ngôi ngoai đi sự thật trước mắt. Cuối cùng xác định hành vi dẫn đến vi phạm của Phú là do tinh thần bị kích động mạnh. Tuy nhiên từ lời khai của bị cáo, lời khai của người làm chứng có mặt tại tòa cũng như tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thể hiện hành vi của Phú rất manh động, có tính chất côn đồ, có dấu hiệu phạm tội theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự nên hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ viện kiểm sát để điều tra làm rõ. Dù khoản một hay khoản 2 trong lòng chị Yến bây giờ chỉ có dây dứt và đau khổ. Người đàn ông đã dang rộng hai tay để yêu thương mẹ con chị, cuối cùng cũng vì con mà đẩy mình vào lao lý. Phú sai, Phú phải chịu sự trừng trị của pháp luật nghiêm minh là điều đương nhiên, nhưng xét cho cùng đứng ở góc độ gia đình, chị Yến biết vì đâu mà nên nỗi. Bạn muốn làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên VKT.